Hello, xin chào anh em quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của mình. Ngày mới chúc anh em quý khách hàng của bạn về sức khỏe và luôn có nhiều thành công cho công việc như là cuộc sống, một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe tải Isuzu phiên bản là 5 tấn 2, thùng của nó là thùng mua bạc với chiều dài của thùng rất là dài luôn nha anh em, 6m2, gần 6m2, 6m1 anh em, 6m1 gần 6m2. Chiều ngang là 2m090, chiều cao cũng là 2m050. Tải trọng phép cho hàng hóa là 5 tấn 2, khối lượng đồng bộ là 9 tấn, khối lượng bánh thân là 3 tấn 6. Đời 2017, Isuzu đầu đứng NQR, dòng 5 tấn thùng 6m2, niên hạn sử dụng 142, đường kính mâm là 16 inch, vỏ 8.25, vỏ lớn nha em, đồng bộ trước sau, thùng mưa bạc mở 5 bửng, máy điện đặt tiêu chuẩn khí thải robot, phun dầu điện tử cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, thùng to khỏe, xe đẹp riêng không lỗi. Nếu em thích cái mẫu xe tải Isuzu thùng 5 tấn này cứ liên hệ trực tiếp với mình, sàn sắt phản lì, xe chở hàng nhẹ không anh em, cho nên nhìn thùng còn rất là đẹp nha, khung trường heo bằng sắt hợp đó, mọi thứ đều rất là ổn. Với mức giá ra đi em này là 530 triệu nha em, 530 triệu ra đem Isuzu 5 tấn 2 thùng 6m1 2017, niên hạn sử dụng 142 nha em, đầu cabin đứng, máy điện đẹp chuẩn thể Euro 4, ghế bọc da ba chỗ ngồi tấp ly tấp lô, cửa rất là đẹp, máy lạnh đầy đủ nha anh em, 530 triệu, máy lạnh teo đầu đứng Isuzu 5 tấn, đạt cái chuẩn Euro 2 nhưng mà máy điện nha anh em, cụm đèn đứng, pha lô xe thiết kế rất là đẹp, khối động cơ dung tích xăng, khối động cơ là 5.2 lít, công suất đẹp 110 kW, tuần tua 26, máy dầu của máy có turbo tăng áp, máy khỏe chạy bền bỉ. Nếu em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ đức kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng các bạn. Cảm ơn em quý hàng của bạn đã theo cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đấy của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của bên mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.